mừng anh em trở lại với Auto Việt Nam trong chuyên mục xe cũ xe đã qua sử dụng của chúng tôi. Ngày hôm nay chúng tôi lại ghé qua salon Hoàng Gia Bảo Tín để giới thiệu tới anh em chiếc xe Mazda 3 sản xuất năm 2017. Đây là một trong những phiên bản facelift. Anh em có thể thấy màu đỏ rất đẹp. Chiếc xe này đang được Hoàng Gia Bảo Tín chào bán mức giá là 615 triệu đồng. Thời điểm năm 2017 để ra biển trắng được chiếc xe này ở tại Hà Nội thì người chủ nhân phải bỏ ra ít nhất là khoảng tầm trên 750 triệu đồng để sở hữu chiếc xe Mazda 3 sản xuất năm 2017. Và đây là một trong những chiếc xe sử dụng khối động cơ 1.5 lít sản sinh ra 110 mã và 144 Nm. Phiên bản 2017 thì có cái phong cách thiết kế mà Mazda gọi đó là phong cách thiết kế của Kodo, một trong những phong cách thiết kế làm cuốn hút rất nhiều những bạn trẻ ở thời điểm năm 2017. Đối với chiếc xe Mazda 3 sản xuất năm 2017 đang đứng ngay cạnh tôi ngay lúc này thì đây là một trong những mẫu xe mà có cái doanh số bán ra rất chạy ở thời điểm năm 2017 lên tới 25.000 xe ở tại thị trường Việt Nam. Sau đây chúng tôi sẽ xin phép được chia sẻ cho anh em một chút thông tin cơ bản về chiếc xe Mazda 3 đang được trưng bày tại salon Hoàng Gia Bảo Tín. Phần cụm đèn của chiếc xe Mazda 3 sản xuất năm 2017 này thì được sử dụng bằng hệ thống chiếu sáng LED, pha LED và phía bên này là bóng đèn halogen nhé. Theo như Auto Việt Nam chúng tôi đánh giá đèn chiếu sáng ở phía bên ngoài còn rất là trong và không có những cái hiện tượng về đâm đụt hay va chạm cả. Anh coi phim có thể quay kỹ cho anh em xem. Còn rất là trong hai bên nhé. Hai bên đèn. Đối với phiên bản facelift dụng động cơ 1.5 thì chưa được trang bị những cái con cảm biến cảnh báo va chạm ở phần phía đằng trước. Đối với phiên bản 2.0 thì có. Chiếc xe Mazda 3 này thì sử dụng cái bản lốp là 205/60 la răng 16 inch của Mazda. Rất phù hợp với một chiếc xe sedan trong phân khúc hạng C như Mazda 3. Nói sơ qua về chiếc xe Mazda 3 là một trong những chiếc xe sedan hạng C cạnh tranh với rất nhiều những đối thủ ở trong phân khúc. Ví dụ chúng ta có Hyundai Elantra, chúng ta có Honda Civic. Và đối với chiếc xe Mazda 3 đứng ngay cạnh tôi ngay lúc này thì đó là một trong những chiếc xe mà lật đổ tất cả các dòng xe sedan còn lại và chiếm lĩnh thị trường ở thời điểm đó. Về phần phía đằng hông của chiếc xe Mazda 3 anh em có thể thấy là cái form dáng của chiếc xe này còn giữ được rất nhiều những chi tiết nguyên vẹn. Và sau đây thì chúng tôi sẽ xin mời anh em khám phá cái phần nội thất của chiếc xe Mazda 3 đang được trưng bày tại salon Hoàng Gia Bảo Tín. Mazda họ luôn sản xuất ra những cái khối động cơ mà đem lại cho người sử dụng. Cái thứ nhất là cái khả năng tiết kiệm nhiên liệu. Thứ hai, đó là một trong những khối động cơ rất êm và ngọt. Anh em có thể thấy là nếu mà bước vào bên trong cái khoang cabin của chiếc xe Mazda 3 sản xuất năm 2017 này thì anh em sẽ rất khó để nghe được thấy tiếng động cơ nếu như đóng cửa vào bên trong. Tôi mời anh quay phim vào phía bên trong khoang cabin xe. Đó, gần như là chúng ta không nghe thấy bất cứ tiếng động cơ nào. Đây là một trong những cái khối động cơ rất êm và ngọt của Mazda. Và anh em có thể thấy là toàn bộ cái phần nội thất của chiếc xe Mazda 3 này nó còn rất là mới. Phần đầu tiên tôi muốn chia sẻ cho anh em đó là phần vô lăng xe. Ở trên phần vô lăng xe này thì như chúng tôi quan sát thì nó không hề có những cái vết chầy hay là vết bạc nào. Người sử dụng xe, người chủ cũ họ sử dụng rất giữ gìn. Đối với phiên bản Mazda 3 sản xuất năm 2017, phía bên trên này thì được sử dụng bằng da mềm. Còn ở phần phía bên trên này thì nó chỉ được sử dụng bằng giả da thôi, bằng nhựa cứng thôi. Đấy. Đối với chiếc xe Mazda 3 sản xuất năm 2017 thì được sử dụng cái khối động cơ 1.5 lít và sản sinh ra 110 mã kết hợp với cụm hộp số 6 cấp, kết hợp với lẫy chuyển số ở trên vô lăng xe, tạo ra những cái sự di chuyển vận hành theo phong cách thể thao mà Mazda họ muốn truyền tải tới cho người dùng. Và sau đây thì chúng tôi sẽ cung cấp cho anh em những ngày chi tiết nhất về tổng thể, tổng quan, ngoại và nội thất của chiếc xe Mazda 3 sản xuất năm 2017 đang trưng bày tại salon Hoàng Gia Bảo Tín. Và nếu như anh em nào đang quan tâm tới những chiếc xe trong phân khúc hạng C và với cái mức giá ở trên thì anh em hãy liên hệ trực tiếp với chủ salon xe. Và số điện thoại thì chúng tôi đã đặt ngay phía bên dưới màn hình của các bạn. Còn bây giờ thì chúng tôi sẽ cung cấp cho anh em những ngày chi tiết nhất về tổng quan, nội và ngoại thất của chiếc xe Mazda 3 sản xuất năm 2017 phiên bản facelift này. Anh em đừng quên đọc phát Auto Việt Nam để nhận được mức giá hỗ trợ tốt nhất đến từ phía chủ salon xe nhé.